Ở tập trước, Phương Lâm khi mà nhìn thấy cánh cửa tiên giới khổng lồ với số tai bí ẩn, nhận ra sự nhỏ bé của chính mình trước sức mạnh khổng lồ, cảm giác tự hào trong lòng của anh nhanh chóng biến mất khi mà nhận ra khoảng cách lớn giữa mình và những cường giả. Chúng ta sang tới nội dung của Tiên Nghịch tập 64. Ngay khi bước qua tiên giới chi môn, anh cảm nhận được một luồng khí khổng lồ như là cơn gió lốc rít gào, thế nhưng không gây sát thương mà chỉ thổi qua người các tu sĩ. Sau đó cánh cửa tiên giới chậm rãi đóng lại và trước mặt Phương Lâm hiện ra một ngọc đỉnh tên là Vi Hồi, có khả năng giúp rời khỏi tiên giới khi cần thiết. Anh thu lấy nó vào túi trữ vật và tiến về phía cơn lốc xoáy xa xa, nơi nhiều tu sĩ khác đã biến mất. Khi mà lao vào cơn lốc xoáy, Phương Lâm trải qua cảm giác rơi tự do, trước mắt chính là ánh sáng chói lòa. Anh chứng kiến cảnh tượng choáng ngợp, tiên giới khổng lồ bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ như là những tấm gương trong suốt ở trên mặt đất, tượng trưng cho sự sụp đổ của một đế chế huy hoàng. Tiên khí đã tiêu tan, chỉ còn sót lại ít ỏi trên một vài mảnh vỡ. Vương Lâm hạ xuống một mảnh vỡ, liền sử dụng chiếc chuông đồng, một bảo vật tu sĩ thượng cổ để chuẩn bị ứng phó với mọi nguy hiểm. Khi mà nhìn quanh, anh kinh ngạc phát hiện ra một vùng đất hoang tàn không còn sự sống, chỉ còn cỏ khô và những dấu hiệu của trận chiến. Xa xa ngọn núi bị chém đôi với vết cắt sắc bén, đè nát một cung điện đổ nát, khắp nơi chỉ là những hố sâu không đáy, tỏa ra làn khí trắng bí ẩn. Vương Lâm thầm thì tự hỏi liệu rằng đây có thực sự là tiên giới, một nơi vốn được coi là thánh địa của tu sĩ thượng cổ. Dù đã biết tiên giới bị diệt, thế nhưng mà cảnh tượng trước mặt vẫn khiến anh không khỏi bàng hoàng, khó tin rằng thánh địa thần thánh lại có thể bị tàn phá đến như thế. Khi mà đến một quần thể cung điện đồ sộ nhưng mà đổ nát, anh cảm nhận được sự xa hoa đã từng có khi mà những cung điện ở đây được xây dựng hoàn toàn từ linh thạch, một điều xa xỉ vượt xa sự tưởng tượng. Khi mà bước vào giữa quần thể cung điện, Vương Lâm kinh ngạc phát hiện ra một dấu tay khổng lồ in sâu trên mặt đất, gợi nhớ đến dấu tay ở trên vũ trì muôn mà anh đã từng thấy. Điều này làm Vương Lâm choáng ngợp, bởi sức mạnh cần thiết để tạo ra dấu tay này ở trong thiên giới, nơi vẫn có độ bền cao hơn tu chân giới rất nhiều, phải là sức mạnh kinh khủng. Vương Lâm quyết định thăm dò sâu hơn khi mà cảm nhận được luồng khí chết chóc còn sót lại ở trong dấu tay. Sinh tử ý cảnh của anh lập tức vận chuyển và anh nhận ra sức mạnh vượt trội của kẻ đã tạo ra dấu tay đó. Sau vài ngày tìm kiếm trong đống hoang tàn, anh bắt gặp một tấm bia đá lớn, trên đó khắc dòng chữ ghi nhận công lao của Thiên Hoa Tiên Sĩ, người đã được Vũ Trì Thiên Vương ban cho cung điện này nhờ lập đại công. Cung điện này không chỉ là một công trình xa hoa mà còn có khả năng thu hút toàn bộ thiên khí trong vòng 10 vạn dặm để tăng hiệu quả tu luyện. Điều này càng làm Vương Lâm kinh ngạc hơn khi mà nhận ra một tiên sĩ đã có thể sở hữu một quần thể cung điện khổng lồ như vậy, huống chi là tiên vương. Trong lúc đang xem xét tấm bia đá, Vương Lâm phát hiện ra sự bất thường và bắt đầu phá vỡ lớp bề mặt. Anh sử dụng phi kiếm để đẽo gọt tấm bia cho đến khi nó hoàn toàn bị san bằng. Tuy nhiên cảm giác bất an vẫn không biến mất. Cuối cùng Vương Lâm dùng toàn lực để nhấc tấm bia lên, tạo ra những âm thanh ầm ầm khi mà nó bị kéo lên khỏi mặt đất, hé lộ điều gì đó ẩn giấu bên dưới mà có thể chứa đựng một bí mật kinh hoàng của thiên giới. Vương Lâm tình cờ phát hiện ra một tấm phong bi bị vùi lấp. Khi mà anh nhấc nó lên, một làn khí thiên giới thuần khiết bất ngờ thoát ra từ dưới mặt đất. Đây chính là thiên khí cực kỳ là quý giá, thứ mà những tu sĩ như Vương Lâm luôn khao khát, vì thiên khí có thể giúp họ gia tăng tu vi một cách nhanh chóng. Không bỏ lỡ cơ hội, Vương Lâm lập tức ngưng thần tập trung luyện hóa thiên khí này. Dù biết quá trình luyện hóa đòi hỏi sự tinh tế và sức mạnh nguyên thần của bản thân, trong lúc Phương Lâm đang miệt mài hấp thụ, từ xa xa bỗng xuất hiện ra một tiếng xé gió, một trận pháp khổng lồ hình bát giác đột ngột mở ra trên bầu trời, và từ đó một tu sĩ mặc thành sam lưng đeo bảo kiếm xuất hiện. Người này nhanh chóng lao đến, rõ ràng đang nhắm đến mục tiêu là đống đổ nát mà Phương Lâm đang đứng. Nhận thấy sự xuất hiện của đối phương, Phương Lâm tuy kinh ngạc thế nhưng mà vẫn giữ được bình tĩnh. Anh không hề hoảng sợ vì tu vi của người này chỉ ngang ngửa với chính mình, đều ở hóa thần sơ kỳ. Với bản lĩnh sẵn có, Phương Lâm tiếp tục truyền tâm ngưng tụ thiên khí thành một giọt chất lỏng cỡ hạt gạo. Khi mà anh biết chỉ có cách này mới giúp bảo quản thiên khí ở trong thời gian dài, tu sĩ thanh sam thấy Vương Lâm không có ý định dừng lại, trái lại còn gia tăng tốc độ luyện hóa, liền nổi giận quát lớn: "Dừng tay, nơi này chính là do Đại La Kiếm Tông chúng ta phát hiện từ 3.000 năm trước. Nếu ngươi không nghe lời sẽ phải chịu sự truy sát của Đại La Kiếm Tông." Âm thanh giận dữ của hắn vang vọng, thế nhưng mà Vương Lâm chỉ cười lạnh lùng. Đối với anh, tiên khí này chỉ là vật vô chủ, và lý lẽ của tên tu sĩ Đại La Kiếm Tông kia thật sự nực cười. Anh không có ý định để người khác chiếm đoạt tiên khí quý báu ngay trước mặt của mình. Khi mà thanh sam tu sĩ nhanh chóng tiếp cận, Vương Lâm quyết định không nhượng bộ. Anh vung tay phải, vòng đồng ở trên cổ tay lập tức bay ra, biến thành một con cóc lớn màu xanh với tiếng nổ ầm ầm. Con cóc này chính là một trong tam bảo của tu sĩ thượng cổ mà Vương Lâm đã luyện hóa trước đó. Con cóc khổng lồ há miệng tạo ra một làn sóng âm thanh mạnh mẽ, làm chấn động cả không gian. Cùng với lúc đó, Vương Lâm không chút chần chừ, tiếp tục chuyên tâm vào việc luyện hóa giọt tiên khí còn sót lại, quyết tâm không để tu sĩ đối phương chiếm được tiên cơ.
Tu sĩ Thanh Sam lập tức dừng bước, bị bất ngờ trước sự xuất hiện của một con cóc khổng lồ, nhưng rồi hắn nghiến răng thi triển pháp thuật tăng tốc, quyết tâm đoạt lấy tiên khí trước khi mà Vương Lâm hoàn toàn luyện hóa nó. Cuộc đối đầu giữa hai tu sĩ ngang tài ngang sức chuẩn bị bùng nổ giữa thiên giới hoang tàn, với cả hai đều quyết tâm không nhượng bộ. Lôi Hoa xuất hiện ngay lập tức triển khai sức mạnh, ươn bụng phát ra âm thanh sấm sét dữ dội. Nó nhanh chóng phun ra một lôi cầu khổng lồ nhắm thẳng vào phía Thanh Sam tu sĩ. Tiếng sấm vang trời, lôi cầu bay vút đi với tốc độ cực kỳ nhanh, mang theo sức mạnh của thiên lôi đè nén không gian. Thanh Sam tu sĩ nhìn thấy lôi cầu ập tới, sắc mặt thì đại biến. Hắn biết rõ sức mạnh kinh khủng của lôi cầu này, vậy nên không dám chậm chế. Hắn vỗ mạnh vào bảo kiếm đang đeo trên lưng, thanh kiếm lập tức bay ra, tỏa ra hào quang rực rỡ từ mặt trời, chiếu sáng khắp nơi. Đây chỉ là một trong thất kiếm của Đại La Kiếm Tông, linh khí cực kỳ là lợi hại. Ngay khi thanh phi kiếm bay lên, Thanh Sam tu sĩ liền kết ấn pháp quyết, chỉ tay về phía lôi cầu, thanh kiếm lập tức bổ xuống với tốc độ như là tia chớp, phát ra một đạo kiếm khí khổng lồ, sắc bén giống như là lưỡi đao chẻ đô thiên địa, nhắm thẳng vào lôi cầu. Tiếng nổ vang trời rẽ đất khi mà kiếm khí vào lôi cầu chạm nhau, dưới sức mạnh cắt ngang của kiếm khí, lôi cầu bị phân thành hai nửa rơi xuống đất, tạo ra hai hố sâu khói bụi mù mịt. Dù đã phá tan được lôi cầu, Thanh Sam tu sĩ cũng không thoát khỏi ảnh hưởng. Sắc mặt của hắn tái nhợt, máu tươi suýt trào ra khỏi miệng, thế nhưng mà hắn cố gắng nuốt xuống. Rõ ràng lôi hoa mạnh mẽ hơn hắn tưởng, tương đương với cao thủ hóa thân trung kỳ, khiến hắn phải trả giá lớn để chống đỡ. Nhân lúc lôi hoa cầm chân đối thủ, Vương Lâm đã hoàn tất quá trình luyện hóa tia tiên khí còn lại, ngưng tụ thành một viên tinh thể màu tím nhỏ như là hạt gạo. Dù kích thước nhỏ bé, thế nhưng linh lực ở bên trong tinh thể này mạnh mẽ đến mức kinh ngạc, tương đương với một nửa linh lực của cả triều quốc. Vương Lâm cảm thấy kinh hãi trước sức mạnh của nó, thế nhưng mà nhanh chóng thu tinh thể vào túi trữ vật, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh Sam tu sĩ. Vương Lâm hiểu rõ trận nhãn dưới tấm bia đá này chính là điểm tập trung tiên khí, chuyển hóa chúng thành tia tiên khí thuần khiết nhờ hấp thụ linh lực từ thiên giới qua ngàn năm. Đại La Kiếm Tông hiển nhiên đã phát hiện ra bí mật này, che giấu bằng tấm bia đá thay vì cấm chế để tránh bị phát hiện. Vương Lâm quyết định phá hủy trận nhãn này, cắt đứt nguồn tiên khí mà Đại La Kiếm Tông lợi dụng bấy lâu. Thanh Sam tu sĩ thấy vậy thì giận dữ vô cùng, hắn vận chuyển bảo kiếm tung ra một đạo kiếm khí khổng lồ khác, gấp đôi so với trước, lao xuống với uy lực đủ để xé đôi thiên địa. Chém xong kiếm này, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt thì nhợt nhạt, sau đó lập tức quay lưng bỏ chạy. Thế nhưng mà Vương Lâm đã sẵn sàng, anh điểm nhẹ vào mi tâm, từ đó tỏa ra một làn ánh sáng đen, biến thành một bầy du hồn gào thét bay lên trên trời, va chạm trực tiếp với kiếm khí đang lao tới. Còn với lúc đó, Lôi Hoa lại phun ra một lôi cầu lớn hơn, đánh thẳng vào kiếm khí. Lôi cầu nổ tung thành quầng sáng, đánh cho kiếm khí tan tác, sức mạnh suy giảm đáng kể. Cuối cùng, Vương Lâm triệu hồi cấm phiên, hóa thành một làn sương đen bao bọc lấy toàn thân, nhanh chóng xông tới nghênh chiến. Bầy du hồn vào lôi cầu đã làm suy yếu kiếm khí đáng kể, khiến nó chỉ còn là tàn dư khi mà đối mặt với cấm phiên. Những đạo cấm khí từ cấm phiên nhanh chóng tiêu diệt phần kiếm khí còn lại. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.